trong suốt mấy ngày qua thưa quý vị cả thế giới đều dồn mắt vào theo dõi nỗ lực để tìm kiếm chiếc tàu lạnh Titan và đến giờ phút này thì xem như những cái giây phút còn lại trong cái khoan tàu đó là dưỡng khí không còn nữa à, chúng ta vẫn chờ đợi xem tìm được xác chiếc tàu như thế nào rồi liệu rằng có đưa chiếc tàu này lên được hay không nhưng cái vấn đề chính trong thời gian qua họ đề cập đó là tại sao vấn đề dọ đi tìm kiếm du lịch rồi thám hiểm dưới đáy biển nhất là đi tìm cái xác tàu Titanic này ở bên dưới đó đã từng thực hiện rồi từ năm 1997 là Hoa Kỳ đã có cuốn phim về Titanic rồi và các người lặn đã xuống xem được chiếc Titanic rồi nhưng mà thực sự để nhìn thấy trước mắt mình cái xác tàu Titanic vẫn là niềm mơ ước và lẽ đương nhiên các triệu phú các tỷ phú họ muốn đích thân được nhìn thấy xác tàu thay vì nhìn qua phim thay vì xem các phim tài liệu đó cũng là lý do mà họ nói rằng du lịch không gian tiếp tục sẽ nở rộ trong tương lai và phần lớn với cái giá cả trăm ngàn mỹ kim trở lên cái hàng dài danh sách vẫn còn. Và trong thời gian mà diễn ra cái việc mà tìm kiếm chiếc tàu lặn thai thân này đó, thì trước đó Ocean Gate cũng cho biết cái hàng dài những người triệu phú, tỷ phú đặt chỗ 250.000 Mỹ Kim vẫn rất là nhiều. Họ vẫn đi tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù cái vấn đề an ninh, an toàn cho con tàu và cái thiết kế hiện nay vẫn được đặt ra thưa anh. Những cái tin tức uh, cập nhật nhất là đầu tiên hải quân của hoa kỳ cái lực lượng mà tuần duyên á, sáng sớm ngày hôm nay đã phối hợp với lại là cái lực lượng tuần duyên của canada để đi tìm kiếm một cái khu vực có diện tích gấp đôi từ bang connecticut người ta lo ngại rằng chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa thôi là cái oxygen ở trong cái con tàu đó con tàu chìm thi than uh, Titan sẽ hết điều, điều đầu tiên cái thứ hai là hoa kỳ đưa một cái hệ thống trục vớt xuống ở cái vùng đại dương ở saint john newfoundland nhưng mà chưa rõ địa điểm chính xác cái điều ừ. thứ ba là từ ngày hôm qua tới giờ đã người ta đã nghe thấy cái âm thanh từ dưới lòng biển và người ta biết rằng cái âm thanh là do tiếng động của cái con tàu thi thang. vấn đề là những người nào trên tàu thì bây giờ người ta xác định được là gồm có một nhà thám hiểm người anh này một thời lặn người pháp này hai cha con người pakistan và người sáng lập cái công ty ocean gate expedition tức là cái công ty mà điều hành chuyến đi thăm cái xác tàu Titanic này ừ. nhưng mà anh thủy biết là tôi sẽ theo dõi tin tức ấy, người ta nói là cái con tàu này đã bởi vì họ đinh ninh là được thiết kế một cách rất là chắc chắn yeah. và nó nhỏ quá cho nên cái mức độ an toàn của nó tương đối yeah. là cao hơn rất nhiều so với những cái tàu lặn khác yeah. thành ra khi mà năm người đi vào xong rồi họ khóa cửa bên yeah, ngoài vâng. họ không khóa ở bên trong Yeah. mà họ lóc cờ từ bên ngoài, yeah. đó là một trong những cái nguy cơ rất tiềm ẩn là người bên trong bây giờ không có cách nào được nếu không được, không người từ bên ngoài yeah. mở họ không thoát được. phần lớn là như vậy. Cái điều thứ hai là một cựu chỉ huy tàu ngầm hạt nhân hai lần trong đời mình đó là ông Andy Coulth vừa mới nói rằng có hai cái nguy lớn lắm, cái thứ nhất là nhiệt độ nó xuống lạnh quá, bởi yeah. vì con yeah. tàu nó xuống tới 3.800m yeah. mét ở dưới, yeah, vâng. dưới à, so với mặt biển. Và cái thứ hai là oxygen đang thiếu. Mà à. ở dưới đây thì tối mù mịt. Lòng biển mà không có thể có ánh sáng nào mà xuyên xuống tới 3.800m được. 96 tiếng đồng hồ là dưỡng khí. Tức là từ lúc mà họ bắt đầu ở trên mặt biển và tàu bắt đầu đi xuống đó là bắt đầu đếm. 96 tiếng đồng hồ vào sáng sớm chủ nhật. Kết thúc vào sáng sớm ngày thứ năm sáng sớm ngày thứ năm tức là chỉ sau 12 giờ giờ California thôi đó thưa quý vị tức là ngày hôm nay đó cho nên đến giờ phút này thì xem như cái lượng dưỡng khí cạn kiệt rồi tuy nhiên trong đó có người đồng sáng lập với Ocean Gate đó thì ông tuyên bố rằng đừng nên xem thường cái khả năng sống sót của các chuyên gia trong đó chỉ có hai người là chuyên gia thôi một là ông chủ tịch và một là người thám hiểm người Pháp cũng là người phi công điều khiển tàu lặn trước đây thì họ nói rằng mặc dầu là dưỡng khí à, được xem là 96 tiếng đồng hồ nhưng mà ông tin tưởng thì đây chỉ là một trong những giả thuyết như nhiều giả thuyết khác được đưa ra bởi vì cho đến giờ phút này không ai biết được chuyện gì đã xảy đến mà chiếc tàu lặn này không liên lạc được. Thì một trong những giả thuyết đó theo lời của vị đồng sáng lập OceanGate, ông nói rằng có thể là năm người này sẽ tìm cách trong đó một trong những việc mà họ đã được trước khi đi vào bên trong, họ đã được huấn luyện rồi chứ không phải là tự như ý vào mua vé xong nhảy vào mà họ đã phải chuẩn bị cái thể lực tương tự như những người mà đi thám hiểm leo núi vân vân, họ phải chuẩn bị từ tinh thần cho đến thể xác. Và vì thế những người này đã được huấn luyện thậm chí toàn bộ 5 người trong đó mình xem có thể là ba du khách đó. Tất cả 5 người này đã được huấn luyện để tự điều khiển con tàu này. Thứ hai, về vấn đề an toàn trong khoang tàu nếu xảy ra cái tình trạng mất liên lạc họ cũng chuẩn bị. Thì theo lời người đồng tổng giám đốc ông nói đó, những sẽ được khuyến khích để ngủ liên tục thưa anh liên quan thay bởi vì để, để tiết kiệm dưỡng khí đó anh phải ngủ yeah. anh phải giữ cho không có một cái động thái nào hoảng loạn cả họ đã được huấn luyện điều đó trong trường hợp đó cho nên thay phiên nhau và ngủ cứ tiếp tục ngủ và thở giống như một cái, thị... cái trạng thái thiền như vậy thậm chí những người ngồi trong tàu đó họ phải xếp bằng chứ không có ai ngồi lồm cồm đi tới đi lui được xếp bằng và trong cái tư thế thiền để bảo vệ dưỡng khí càng lâu càng tốt. Cho nên ông nói rằng có thể là cái dưỡng khí nó còn kéo dài hơn cái thời hạn mà chúng ta thấy vào sáng ngày thứ năm. Cái nguy hiểm nhất là cái con tàu này ngay sau khi vừa được thả ra biển nó nó đã rơi tự do 3.800 thước xuống đáy biển. Tới, là, tới cái chỗ mà họ nghĩ là Titanic. Vâng. Là. Thì cái ông mà đã từng hai lần chỉ huy cái con tàu về uh, tàu ngầm hạt nhân là ông Andy Cole nói như thế này là ngay cho dù chúng ta có xác nhận được cái vị trí của con tàu than này rồi, yeah. cái vấn đề trục, trục vớt, vớt khó lắm, yeah. bởi vì chúng ta tưởng tượng nó là một cái hòn cáp xuân cáp xuân đó là cái viên thuốc mà mờ mờ, mm. mờ chúng ta hay uống đó, cái hình hình như, như là con nhông vậy, thai thai thì nó như thế này. Yeah. Và bây giờ là cái ông Edico ông bảo rằng cần có một cái bộ phận trục vớt mà nó như là một cái cái móng tay của một con chim ưng đó, yeah. nó quặp vào cái tiềm thủy hình đó để nó kéo lên. Và với một cái độ sâu như thế mà ông nói là vô cùng sâu, thì cho dù đưa dây cáp xuống yeah. thì các phương tiện điều Kéo khiển lên. từ xa nó cũng khó khăn. Yeah. Thành thử ra với trọng lượng của con tàu, ông nói rằng khó đấy, chứ không có ừ. đơn giản đâu. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một cái chi, chi tiết đáng chú ý này Ông uh, cựu chỉ huy cái tàu ngập Hàn Nhật, ông nói rằng thông thường từ xưa tới giờ đó, những cái loại tàu nhỏ mà thám hiểm như vậy đó, lúc nào người ta cũng chế ra hai cái giống nhau. Để làm gì? Ừ. Trong trường hợp một cái gặp nạn thì ừ. những người trên bờ đó họ đối chiếu cái mẫu của cái thứ hai và giống cái thứ nhất đang chìm đó để họ có thể xoay sở mà đáp ứng cái ừ. vấn đề um, giải cứu. Nếu Còn đằng này được. cái con tàu Titan này là có, chỉ có một, một cái. Một chiếc thôi. Đó là một cái nguy cơ. Chưa hết thưa quý vị, trong quá khứ ở bên quân đội Anh cũng đã xảy ra một cái vụ chìm mà đây là tìm thủy đỉnh tàu ngầm của quân đội với một cái độ sâu chỉ đâu khoảng chưa tới 3.000 feet thôi. Nhưng mà chết hết bên trong. Và mất một năm trời sau, phối hợp giữa quân đội Anh rồi Hoa Kỳ mới tìm được xác chiếc tàu ngầm đó mà đó là cái độ sâu và họ đã biết được cái tàu ngầm chìm ở đâu vậy mà mất một năm trời mới vớt được cái xác tàu ngầm lên thì chúng ta vẫn cầu nguyện cho các nạn nhân trong cái vụ tàu chìm này cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả kính mời quý vị trở lại với chúng tôi vào sáng ngày mai với cà phê sáng và thời sự thế giới về đề trang liên quan thái kính chào tạm biệt quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thị an ROV or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the titanic on the seafloor the rov subsequently found additional debris in consultation with experts from within the unified command the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. <clears throat>